Ayo, thì chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít. Và hôm nay mình sẽ cho ra một cái chuyên mục mới, đó là chuyên mục xàm le của Vũ Lít. Tại vì sao lại gọi là xàm le? Bởi vì có những chuyện tưởng chừng khó nhưng mà thực sự nó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà có những chuyện thật nhỏ nhưng mà thực sự nó là một chuyện thật to vãi lều. Thì mình sẽ trong cái lúc trò chuyện thì mình sẽ mở đây để mình xem tất cả những người đăng ký của mình. Cũng như là mình muốn cảm ơn tất cả bạn vì đã đăng ký cho mình trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua, đã đồng hành cùng mình trong cái khoảng thời gian từ lúc mình chả là cái gì hết cho đến khi mình đạt được tới 18.198 sub này. Mình sẽ cố gắng mở hết tất cả mọi người nhưng chắc là không được đâu bởi vì thời lượng có hạn các bạn ạ. Thì đầu tiên là mình sẽ mở từ từ thôi nhá. Thì sáng nay á, lúc mà mình lên Facebook á, thì mình có quảng cáo là mình sẽ ra một cái series mới mang tên là Crash Landing. Thì có một số bạn kêu với mình, có một bạn ấy, bạn kêu mình á là máy anh như cái cục cứt ấy thì làm sao anh chơi Crash Landing được, tốt nhất là đừng có đú. Nhưng mà có rất là nhiều bạn inbox cho mình là mình chơi Crash Landing bởi vì các bạn ấy rất muốn xem mình chơi Crash Landing, và thực sự là mình cũng có thể đủ điều kiện để chơi Crash Landing. Nhưng mà thực sự là mình rất là buồn khi mà một số bạn nói mình cái kiểu như thế vậy, nói cái kiểu là anh ơi anh đừng có chơi cái này, máy anh cùi anh đừng có đú, hay là nhà anh nghèo thì anh tốt nhất là anh đừng có lên làm gaming, hay là anh không biết chơi Minecraft thì anh cũng đừng có nên chơi, bởi vì anh không có đủ trình độ thì tốt nhất là anh đừng có làm gaming. Thì thực sự nếu mà mình chơi ấy, mình chơi gà. Nhưng mà có thể là cách nói chuyện của mình nó phù hợp với một số bạn cho nên là các bạn ấy sẽ ấn đăng ký kênh của mình. Chẳng có ai xem cái video của một người mà họ tự nhiên họ thấy xàm mà họ đăng ký kênh hết. Cũng như mình thôi. Khi mà mình xem một cái kênh mình phải thấy nó có một cái gì đó hay hay thì mới đăng ký. Ví dụ như là người ta nói chuyện hay hoặc là người ta chơi game nó hay thì mình sẽ có hứng thú hơn để mình đăng ký cái kênh của người ta. Chứ tự nhiên lại đang nhiên thì mình cứ lên Facebook à, mình thấy người này cái mình ấn đăng ký. Thấy kia cái ấn đăng ký, thấy người kia cái ấn đăng ký. Thế vậy thì làm sao mà được, chẳng có ai như vậy hết đấy, rảnh lắm mới làm như vậy. Thì nhưng mà cũng đâu có thể có tất cả tới 18.000 người rảnh mà ấn như vậy được, vì thế mà cũng có rất là nhiều người thích xem mình cho nên là họ mới đăng ký kênh của mình đúng không. Thì nói chung là mình cũng cảm thấy rất là buồn, nói chung là mình cũng như kiểu là mình cũng hay nóng tính, vì thế mình cũng cãi nhau với thanh niên đấy. Thì nói chung là nói chuyện tùm lum tà la thì thanh niên mới nói là gaming YouTube là phải cần, muốn trở thành một gaming YouTube thì việc đầu tiên là cần một cái Minecraft bản quyền. Và mình xin nói thật là mình không có Minecraft bản quyền, và mình chỉ có một cái Minecraft mà một bạn cho mình mượn để mình chơi, và mình rất là cảm ơn bạn đấy. Và thực sự là có để mình chơi là mình đã vui lắm rồi, khi mà có một bạn cho mình mượn mình chơi là mình đã vui lắm rồi, chứ mình không cần phải quan trọng là mình chơi bản quyền hay là chơi crack. Mình muốn chơi crack để mình có thể nói chung là hướng dẫn các bạn nhiều hơn. Các bạn thấy những cái gaming người khác ấy, người ta chơi game bản quyền ấy thì có ai người ta hướng dẫn các bạn cách để như kiểu là cài mod, cài map, cài cài game hay là cài mấy cái linh tinh không? Bởi vì họ chơi bản quyền cho nên là họ cái mấy cái công việc cái cài rất là đơn giản và gần như là không có gì phải hướng dẫn hết, và hầu như là đa số chúng ta chơi trên đây ấy, là chúng ta đều chơi bằng bản crack, và mình cũng chơi bằng bản crack, vì thế mà mình sẽ dễ dàng hướng dẫn các bạn hơn trong cái việc mà hướng dẫn mình sẽ dễ dàng hơn trong cái việc hướng dẫn các bạn cách để mà tải game hay là cài một số thứ như là resource pack hay là cài launcher, cài map, cài mod các kiểu đấy. Thì có cái gì mà mình không hướng dẫn các bạn đâu. Thì nói chung là như vậy. Và bạn ấy còn kêu mình là máy tính gọi anh như cái cục cứt thì tốt nhất là anh đừng có nên làm cái gaming nữa, đừng có mà đú. Thì mình mới nói bạn ấy một câu là máy mình cùi nhưng mà mình làm gaming cũng có tới 18.000 người theo dõi, 18.000 người đăng ký kênh của mình, chứ nó không phải là con số là 100 hay là 200 gì đó, mình chẳng chó cái gì hết.
Mình luôn luôn mở, mình cũng thường xuyên mở những cái stream để mình giao lưu với lại fan. Có phải như vậy là khiến cho fan người ta cảm thấy là mình xàm le và mình chán chết, và bắt đầu họ chuyển qua sang họ anti, họ chửi mình không biết. Nhưng mà như vậy là mình rất là không thích. Và thì bạn nói mình có 18k sub mà cũng khoe, sao mà không đi so bì với lại những cái người như kiểu là Hiếu Béo hay là BH Gaming hay là Thành CK. Thì mình xin nói bạn đấy một câu là mình á, mình chỉ có 18k sub thôi. Vì thế mình không bao giờ mình đi nói kháy, nói đều những cái gaming khác giống như bạn đấy. Mình đâu có qua kênh, mình đâu có qua Facebook của Hiếu Béo hay là qua Facebook của BH Gaming. Mình chửi Hiếu Béo làm video như cứt, hay là BH Gaming làm tam game cùi đâu. Mình đâu có nói vậy. Mình thấy cái video người ta hay thì mình xem, còn nếu như mà mình thấy video người ta không hay mình cũng chả nói gì. Bởi vì mình cũng chả muốn đụng chạm đến ai hết. Thì nếu như mà đây là một cái cách sống, hay nếu như các bạn muốn đụng chạm những người khác ấy, thì các bạn cũng nên mà nói chung là đừng có nên đụng chạm đến người khác, bởi vì như vậy nó sẽ rất là xàm le và nó sẽ đánh khiến người ta đánh giá thấp con người của bạn hơn. Bởi vì dù như thế nào ấy thì chúng ta cũng không nên đánh đánh giá người khác ở phía bên 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 trên mạng xã hội, bởi vì thực sự mình cũng chưa biết người ta như thế nào và người ta cũng chả biết mình là cái đầu phát gì, mà tự nhiên mình lại lên mình nói người ta như cái thật đấy. Vì thế mà tốt nhất là nếu mà ai mà thích đánh giá người khác trên mạng ấy thì tốt nhất là chúng ta nên sửa đi. Cũng giống như kiểu là đấy, cũng giống như kiểu là mấy thanh niên đấy, kiểu ấy, mấy thanh niên mà quá khích kiểu lên thách thức IS các kiểu á, đỡ hô phộng thì mấy thanh niên này khó hết hết thuốc còn ngựa rồi. Nếu như mà thì mình nói vậy là mình không không có bằng người ta, cho nên mình không mà mình đi so sánh người ta, trong khi bạn ấy chả được ai súp xiếc thì chả được ai biết đến. Bạn ấy cũng chửi mình như thật, bạn kêu 18k súp chỉ là cái thằng cuối bắp. Thì ok, mình biết là mình có khi nào mình nhận là mình pro đâu, nhưng bạn nào xem clip của mình thì các bạn có thể thấy là có khi nào mình nhận mình pro đâu, hay là mình chỉ nhận mình chỉ là một con gà, thậm chí là mình chơi Minecraft mình còn lấy cái skin gà sinh tồn đấy. Thì ai bây giờ thì chắc các bạn cũng đều biết mình đối với cái tên là gà sinh tồn rồi đúng không? Đấy thì hầu như là ai xem cái kênh của mình nhiều thì cũng đều biết mình chỉ là một con gà thôi. Vì thế mà tốt nhất là đừng có đánh giá sau lưng người khác như thế nào, về cái vẻ bề ngoài hay vẻ bên trong cũng vậy. Hãy bạn hãy gặp người ta trực tiếp, hãy nói chuyện giao tiếp bằng qua 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 qua, qua trực tiếp này, rồi qua lời nói và những cái cử chỉ hành động của người ta, rồi hãy đánh giá người ta. Đấy mới là đấy, khi đấy bạn mới có đủ tiêu chuẩn, mà thậm chí là còn chưa đủ tiêu chuẩn để mà đăng ký người, để mà đánh giá người ta như thế nào nữa, các bạn hiểu không? Mình làm mấy cái này nó xàm le thôi, bạn nào xem thì xem, bạn nào không xem thì mình cũng chịu thôi. Mình khoe khoe những người đăng ký channel của mình là chính ấy mà. Yeah. Yeah. Nếu như các bạn cảm thấy thích thì mình sẽ làm nhiều tập hơn, còn nếu như bạn không thích thì mình sẽ chỉ dừng lại một tập thôi, bởi vì đây nó cũng chính là những cái tâm sự của mình, cũng như mình muốn nói như lời bức xúc của mình đối với những người nào mà kiểu là anti hay là quá khích gì á. Mình cũng và mình có bây giờ từ bây giờ mình sẽ có một cái cách khá là tiêu cực nhưng mà mình nghĩ là phù hợp nhất, đó chính là nếu như mà một ai đấy mà cứ nói xấu mình, hay là nói kháy nói đều mình, hay là kích thích mình chửi nhau ở trên Facebook thì mình sẽ block đi, bởi vì mình không muốn nói nhiều nữa. Thật sự là mình rất là mệt, mình còn dành thời gian làm game cho những bạn khác xem nữa, bởi vì mình rất là chăm chỉ làm video. Các bạn có thể thấy là mình rất là chăm chỉ làm video đúng không? Đấy thì nó là như thế vậy. Và nếu như một ngày nào đó mình có tiền nâng cấp máy thì mình sẽ nâng cấp. Bạn đã chê mình máy như cục cứt, không thể chơi được Crash Landing, nhưng mà thực sự là máy mình chơi Crash Landing khá là mượt. Và tí nữa thì mình sẽ bot lên cho các bạn xem để xem thanh niên nó đúng hay là mình nói đúng. Nhưng mà nếu như mà khi nào mình có điều kiện thì mình muốn dùng chính đôi tay của mình kiếm ra tiền từ YouTube
hoặc là từ những cái công việc mình làm ngoài đời để mình có thể mua được những cái vật dụng để mình nâng cấp máy của mình lên mà mình không cần phải xin tiền bố mẹ mình, hay là mình phải đi xin tiền của bất cứ bạn nào hết, bởi vì mình muốn sử dụng chính đôi tay của mình làm ra. Ngoài ra còn một số bạn nói là mình đang lợi dụng lượt xem của các bạn để kiếm tiền ở trên YouTube, thì mình xin thông báo thế này: nếu các bạn thấy hay, nếu các bạn thấy video hay thì các bạn mới xem tiếp, còn nếu như các bạn thấy video của mình như cứt thì các bạn chẳng bạn nào muốn xem tiếp hết, bởi vì đã nói là như cứt thì làm gì có ai muốn xem lần thứ hai, đúng không? Thì thế, nếu như là mình đang lợi dụng các bạn để kiếm cái sự nổi tiếng của mình ở trên YouTube thì cũng có thể coi như các bạn đang lợi dụng mình để mang lại niềm vui cho các bạn. Hãy coi như vậy đi. Nói chung là cuộc đời có cho có nhận. Nếu mình làm một cái thứ gì hay thì người ta sẽ cho mình một lượt xem hoặc là cho mình một like. Còn nếu như mình làm một cái gì đó không hay thì mình sẽ không nhận được gì hết. Các bạn cho mình những cái lượt xem và những lượt like và những lượt chia sẻ thì mình sẽ cho các bạn những cái giây phút thoải mái, giải trí và những cái game Minecraft. Nó sẽ hay hơn và khiến cho các bạn giải trí nhiều hơn sau những cái giờ học tập căng thẳng. Thì nói chung là như thế vậy, mình rất là vui khi mà mình có tới tận 18.000, hơn 18.000 lượt đăng ký, và mình hoạt động cũng gần được 1 năm rồi mà cái lượt đăng ký của mình ấy, nó lên khá là nhanh từ cái khoảng tầm độ tháng 9. Tháng 9 là mình có được tầm 2.000 subscriber, và từ tháng 9 đến tháng 1 mình đã lên được tới 18.000, 16.000 subscriber chỉ trong vòng 9, 10, 11, 12, 4 tháng. Chưa tới 4 tháng mình lên được 16.000 subscriber, thì mình rất là cảm kích khi mà các bạn biết đến mình. Lúc đầu mình làm video, mình làm chứa là về gói thu, nhưng mà từ từ mình làm về Minecraft và mình làm map của Jackie thì cũng khá nhiều bạn biết đến mình. Thì nói chung là mình rất là cảm ơn. Giọng mình hôm nay nó khá là uể oải bởi vì mình rất là buồn với những cái thanh niên như vậy. Thì phần Samle cùng Bullet phần 1 đây là hết. Nếu như các bạn cảm thấy thích thì các bạn đừng quên comment ở phía dưới, hoặc là các bạn có thể nói cho mình biết là những cái vấn đề nào mà các bạn cần mình nói cho các bạn biết, hay là cần giải thích linh tinh cho các bạn hiểu, thì các bạn cứ comment ở phía dưới. Lần sau có lẽ mình sẽ khắc phục cái tình trạng video, thay vì mình xem súp như thế này thì mình sẽ vừa ngồi mình chơi game vừa nói, như thế nó có lẽ nó sẽ hay hơn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cho nên mình muốn cho các bạn xem những cái người đã đăng ký kênh của mình. Mình rất là yêu quý tất cả các bạn đã đăng ký kênh của mình luôn. Nhưng mình nếu mà mình có thời gian đấy, khi nào mình mà được tầm nhiều số một tí chắc là mình sẽ làm một cái clip mà mình mở lên đây, mình đọc tên từng người một đấy, như vậy cho nó sốc. Bạn thấy hay không? Vậy có lẽ là mình sẽ dừng ở đây thôi, thì xin lỗi những bạn ở dưới là mình không thể mở hết được. Thì rất có thể mình sẽ cố gắng mở lại các bạn, chúng ta sẽ cố gắng mở hết trong một ngày nào đó không xa. Thì còn bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng ở đây. Thì nói chung là mình cũng muốn nói với các bạn vậy thôi. Còn à từ từ đã, nhiều bạn hỏi mình cách để trở thành một cái gaming như thế nào, thì đầu tiên ấy, bạn chỉ cần một cái phần mềm quay game mang tên là phần mềm Flash. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nói chung là có gì hướng dẫn đấy nhá. Đây phần mềm, đây Flash đây, bạn cần một cái phần mềm Flash để các bạn quay, và một cái phần mềm chỉnh sửa video mang tên là Sony Vegas, một cái phần mềm Photoshop để các bạn chỉnh sửa cái thumb thumbnail video, và nếu các bạn muốn quay trực tiếp thì các bạn sẽ sử dụng XSplit. Đây đây chính là phần mềm XSplit các bạn có thể sử dụng để quay video đấy. Thì nói chung đấy là những cái thứ mà mình có thể hướng dẫn các bạn để trở thành một gaming. Các bạn cần một cái mic, cần một cái tai nghe, nếu nếu như bạn nào mà có điều kiện thì bạn có thể sắm một cái webcam nữa. Thì nói chung là tùy thuộc vào cái ăn nói của bạn, nếu bạn nói hay thì chưa chắc bạn đã nổi, nếu bạn nói dở cũng có thể bạn nổi, bởi vì giống mình nha, chơi game gà nói dở nhưng mà cũng được khá nhiều người biết đến, căn bản là do mình may mắn.
Lúc đầu thì mình cũng nói chuyện như vậy, cũng chơi như vậy, nhưng mà chả ai biết đến. Bỗng nhiên mình chơi map của Jackie, mình may mắn được nhiều người biết đến hơn. Ok, thì có lẽ là mình sẽ dừng cái phần này đây. Bởi vì nếu như mình nói nhảm quá thì nhiều bạn sẽ không cảm thấy không thích. Nhưng mà mình vẫn nói, bởi vì mình là người nói nhiều. Ok, và goodbye, hẹn gặp lại các bạn vào những lần sau, những lần sầm le sau. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.